Chào mọi người nào. Chào Xin chào các bác nhá. Ngày hôm nay là San vô cùng là bất ngờ và thấy anh ấy có ngủ ở trên cái giường này các bác ạ. Đây, thấy là gối bẩn là chứng tỏ là anh có ngủ. Anh có ngủ đây không? Có à? Vừa nãy vừa ngủ đây à? Ừ, ngủ đây nhá. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ui, cơm này á? Cái này ai nấu cho? Ông nấu. Anh tự nấu à? À, đợt này nấu cơm chín như này à? Quá ok các bác ạ, đợt trước là nấu không bao giờ chín. Bây giờ là các bác xem này. Đấy, cái cơm khô và rất là chín nhá. Xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị, tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hoàn Vùng Cao. À, cũng khá là lâu rồi á, cháu không có vào thăm Cao Mình, anh người Nguyên Thủy á. À, bắt đầu từ khi mà cháu cắt tóc và thời gian về sau này thì cũng khá là lâu rồi cháu không có vào. Không biết là gia đình có đợt này gia đình có cho thuốc anh ấy uống hay không. Thì hôm thời gian vừa rồi có một mạch thường quân cũng có nhờ cháu San gửi cho anh ấy 500.000, tức là mua thức ăn hoặc là gửi cho mẹ để mua nước để cho anh ấy uống thuốc các bác ạ. Thì ngày hôm nay thì cháu cũng có dịp ghé qua đây trong một cái buổi trưa rất là nắng nóng. Cháu sẽ vào xem thử cái tình hình sức khỏe của anh ấy đợt này xem là như thế nào rồi các bác nhá. Ok, lâu quá rồi. Hôm nay thế là anh ấy không đóng cửa các bác. Đây chỉ có không, tức là không khóa, chỉ có khép vào thôi. Đang làm gì đấy? Ngày hôm nay là San vô cùng là bất ngờ và thấy anh ấy có ngủ ở trên cái giường này các bác ạ. Đây, thấy là gối bẩn là chứng tỏ là anh có ngủ. Anh có ngủ đây không? Có à? Vừa nãy vừa ngủ đây à? Ừ, ngủ đây nhá. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ui, cơm này á? Ừ. Cái này ai nấu cho? Ông nấu. Anh tự nấu à? À, đợt này nấu cơm chín như này à? Quá ok các bác ạ, đợt trước là nấu không bao giờ chín. Bây giờ là các bác xem này. Đấy, cái cơm khô và rất là chín nhá. Đấy. Anh hay uống nước ngọt không? Hết nè. Hết nước ngọt rồi. À. Anh ăn trưa rồi à? Ăn rồi. Ai lấy cái đu đủ kia cho anh? Ngồi đầu đi. Út tóc dài rồi này. Sao đây? Mày quên anh nhỉ? Quên nào? Anh bảo ngủ đây. Ra đây em bảo. Ra đây. Ra đây em cho thùng mì. Ra. Mì tôm. Ra đây. Ra đây. Cái này mở cái gì? Mở ra cho rộng. Mở ra cho rộng. Đây, đây là anh đang lại vào làm gì này. Đây. Đèn năng lượng mặt trời có sáng không? Có sáng. Đây. Cái này em cho nhá. Đấy, anh cảm ơn các bác đi. Cảm ơn mà. Cảm ơn tất cả các bác. Cảm ơn bác mà. Cảm ơn các cô chú. Cảm ơn cô chú mà. Em nói chuyện với anh, tức là em những cái này á là các cô các bác mọi người ở Hà Nội gửi tiền nhờ em mua cho anh nhé. Cho anh ăn đấy. Đấy, anh cũng biết nấu cơm chín rồi. Là rất là ok. Đèn năng lượng mặt trời còn sáng không? Sáng rồi. Sáng đúng không? Đấy, bây giờ ra đây để mì tôm vào rồi ra đây mình rửa sạch sẽ chân tay. Chùa lọ con à? Rửa ngủ đây, rửa sạch sẽ chân tay á. Nhá. Quần áo có giặt quần áo không? Không giặt rồi. Phải giặt sạch đi. Nam giặt trong tuần. Ủa, một năm giặt một lần á? Thế bẩn lắm. Anh hiểu không?
Nam giặt trong tô ha. Ủi, một nam không giặt thì bẩn lắm. Ừ. Anh hiểu không? Ừ. Anh mới nay có mì tôm ăn không? Có. Có đâu? Đi bỏ. À còn hai gói nữa. À. Đấy cả thùng nhá. Ừ. Thích mì tôm không? Ừ, có. Có à? Cream. Mới nữa mai em tí nữa em lại cho tiền mẹ mẹ hai mua nước cho anh uống nhá. Ừ. Có nhớ mẹ là ai không? Có sao. Mẹ tên gì? Quê Hàng mà. Quê Hàng đúng rồi. Ừ. Bố tên gì? Yêu, không hiểu đi lô, lắm quả hiểu con luôn. À bố đi lấy vợ khác từ lúc anh còn nhỏ rồi à? Không biết rồi. Không biết rồi á? À? Ừ. À tông ơi tao à, đã biết rồi. Dạ? À tông ơi tao à, biết rồi. Sao? À tông ơi tao à, biết rồi. Thế bố đi lấy vợ khác rồi à? À tông ơi yêu nó tông yêu mà. Ừ. Ra đây rửa chân tay đi. Đây này có xà phòng này, giặt quần áo sạch sẽ. Giặt quần áo ấy. Một nam không giặt cũng được. Ai là một nam không giặt cũng được. Anh bảo là một nam không giặt cũng được. Cây cơm này á, anh cứ nấu ăn hết gạo em mua cho nhé. Nhé. Gạo đấy. Còn gạo á. Bát đũa cứ dùng nhé. Quyền mà. Dạ? Gạo quyền mà. Sao? Không nghe. Rồi để mì vào đây, để mì vào đây. Gạo quyền mà. Để mì vào đây rồi ra đây. Ra đây, ra đây giặt. Ra đi rửa trên tay đã. Không biết là tối ngày sáng ngày nay mẹ của anh ấy vốn dĩ là để sẵn thuốc ở đây rồi các bác ạ. Chờ thế để ở trong bếp. Là cháu thấy là có rất nhiều cái tiến triển, là cái cách mà anh ấy nói chuyện với lại những cái biểu hiện ngoài ra là như là nấu cơm các thứ, là mình thấy là đã có một cái điều gì đó khác hẳn so với một số những cái trường hợp khác đấy. Bây giờ hiện tại anh chắc là đang chưa ra đây em bảo ra đây rửa chân tay đi. Nhanh. Dạ. Sao vẫn ôm cái thùng mì thế? Pha mì ăn không? Đây mì gì? Mì gì? Mì công nghệ Nhật Bản. Mì công nghệ Nhật Bản á? Ừ. Đâu? À, công nghệ Nhật Bản à? Ừ. Thật đâu đấy? Thật. Ừ. Anh tên gì? Anh tên gì? Hiểu. Nhưng mà nói lại cho ông bà có bác mọi người nghe. Ông bà. Tức là em đang cái này là cái gì? Mic. Mic đúng không? Ừ. Bên kia là cái gì? Điện thoại mic. Điện thoại. Ừ. Điện thoại em đang quay phim. Ừ. Đang quay phim anh cho mọi người xem. Ừ. Hiểu chưa? Ừ. Quay xem đúng. Quay mở lên TV ấy. Ừ. Ừ. Nhá. Ừ. Anh nhá. Cho lên tivi. À, cho là. Anh bảo không cho quay lên tivi. Thật không? Ừ. Tại sao? Có con nhỏ thật này. Rồi, ra đây. Ra đây rửa sạch sẽ chân tay. Nhanh. Nhanh. Buổi sáng ngày hôm nay thì cháu nghĩ là anh ấy có rửa mặt. Cháu thấy là mặn mũi của anh ấy mặt cũng rất là sạch, chỉ có mũi tay là không rửa thôi. À, mặn là thế. Đây, em lấy nước về đây cho anh rửa. À, cứ rửa cho em. Mệt quá. Sao lại mệt? Rửa chân tay cũng mệt á. Đây. Ừ. Cứ rửa đi, cứ rửa đi. Đợi em lấy xà phòng cho. Đây. Ui. Đây là xà phòng giặt quần áo nhá. Hôm nay 8 không? 8 thôi mà. 8 đi. Bẩn quá. Anh thấy bẩn không? Quá bẩn đúng không?
Sáng nay rửa mặn chưa? Rửa. Sáng nay rửa mặn chưa? Rửa. Chắc rửa rồi đúng không? Ừ. Còn những lần mình đến đây thấy cái mặt của anh ấy bẩn lắm. Còn cái lần này thì mình thấy là sạch sẽ hơn. Chứng tỏ là có rất tiến triển. Cũng là phải mất ít nhất 100 ngày để có thể lột xác được thành người bình thường đấy các bạn. Anh bảo là để cái chậu cũng nhẹ nhàng. Ta phản ông. Ui dồi, bẩn quá. Ghê quá. Anh thấy ghê không? Quá bẩn đấy chứ. Con nó to. Chán tả. Sao? Anh chán quá. Chán quá. Anh năm nay bao tuổi rồi? Chán hẹn ạ. Mệt cho nhủ. Mệt cho nhủ có nó nhốt như này của nhủ chàng hả? Mình đào à. Cho nhủ mình. Ngoài mình đào á mà có mình à. Vui miệng khơ lại đầy dữ quá. Kẻ miệng mà. Mấy mình lại đấy? Ok. Mà chắc cài. Hả? Cái. Thế năm nay anh có trồng gì không? Không trồng à. Không trồng á? Ừ. Không trồng đến mùa người ta thu hoạch thì anh thu gì? Lúa, không thu lúa. Thì anh không trồng lúa à? Không, cái trồng à. Không trồng ăn gì? Không trồng anh ăn gì? Ở thóc á? Thóc đấy để lâu lắm rồi. Thóc đấy anh để mấy năm rồi? 7 năm thu mà. Hả? 7 năm thu mà. 7 năm rồi á? 1 năm á. 1 năm á? Ừ. Làm cái tua mà. Rồi em đổ cái này vớt đi rồi lấy ra rửa mặt. Rửa chân họ. Từ từ, rửa chân đi. Chân thế ạ. Ừ. Em đổ thêm xà phòng vào cho anh rửa chân. Anh tự rửa chân mình không cần là xin xỉu rồi. Không cần nói gì luôn. Anh rửa tay xong anh thử bảo là rửa chân. Ngồi ghế vào. Đấy, ngồi ghế vào rửa. Đấy. Anh cứ ngồi vào đây. Ngồi vào đây, ngồi vào. Bỏ hai chân vào, bỏ hai chân vào đây. Hai chân. Chân, ở đây. Hai chân chứ. Cứ rửa đi. Tí nữa là rửa mặt. Làm không? Không làm này. Ngồi đầu không? Không làm này. Ngồi đầu đi. Em hỏi này, ngày xưa anh tại sao lại thích sống nhốt ở trong này? Kệ. Dạ? Này nó toán lọ. Có bị làm sao? Mày nhốt mình nè. Anh tự nhốt mình trong nhà ấy. Ừ. Vừa tự dạo dạo mà. Dạ? Vừa tự dạo dạo mà. Sao lại dạo? Ừ. Mình đau à. Hả? Mình đau à. Thì anh phải đi trồng lúa các thứ chứ, đi xem con anh chứ. Ừ, con anh về. Con anh đang ở đâu rồi? Ở đâu? Chị ui dồi, ghê quá. Đấy, cắt móng tay nhá. Cắt đâu? Sợ không cắt. Cắt mua con à? Con để trong bốn. Trong bốn. Để trong bốn. Rồi, rửa chân kia nữa. Rửa chân kia nữa đi. Chứ không có cắt móng tay, móng chân là cái việc là không có chịu. Còn cái nước này là hầu như là mẹ anh ấy lấy nước về đổ đây. Chắc có lẽ là mình thời gian nữa thì cháu cũng rất là mong là bác mình sẽ mua một cái thùng để đựng nước. Thùng đựng nước là sẽ có nắp á, nó sẽ đỡ bẩn như này. Ở đây là nó hơi bẩn một chút. Đây là khi mà có những cái thùng nước như vậy nó sẽ cũng sạch sẽ hơn. Chân ha. Tôi còn vui. Rồi, em đổ đi. Đổ đi cho nè, rửa mặt. Ui dồi. Cái chậu này là cái đợt trước là cháu mua về là chủ yếu là để giặt quần áo. Nhưng mà
Tại vì không có chậu nhỏ để mình rửa. Mình rửa mặt các thứ ạ. Đây dùng cái nào? Cái này à? Rửa mặt đi cho tỉnh. Mấy nữa lại hất tóc nhá. Tóc dài lắm rồi. Nhá. Giờ gội kìa, gội đầu đi. Đây, giờ gội đây. Biết giờ gội không? Hôm nọ mưa giờ gội về đến giờ không dùng. Đấy, rửa cả cổ các thứ. Sáng nào cũng phải rửa nhá. Nhá. Rửa xong là ngủ ở giường này. Giường trong kia không ngủ nữa. Nhớ chưa? Mày quên chung hắn được quên béo. Ồ. Nhớ nhá. Ok. Ngủ cái giường này cho sạch sẽ. Biết cái này gì không? Rửa gội đúng không? Để làm cái gì? Để gội đầu. Thế biết là dùng để gội đầu sao anh không gội? Sao thế? Sợ không có nước à? Sợ không có nước hay là sao? Hả? Sợ không có nước. Không sợ đâu. Nói thì đi nấu mì tôm ăn. Nhé. Thế đầu của anh ấy. Mặc dù là mình nhìn thấy là không biết là lâu không gội hay như nào, nhưng mà nhìn có vẻ nó không có gầu. Không có gầu á, nếu mà đầu mình mà như này á thì chắc gầu kinh khủng luôn. Hay là anh hôm qua vừa gội đâu? Gội đâu hôm bộ. Không gội à? Thế sao đầu anh không có gầu nhỉ? Không có gầu à? Đầu tiên các bác còn nhớ là cả cái đầu tóc bù xù không? Bù xù luôn. Còn bây giờ là đầu tóc cũng dài rồi đấy. Hình như là mẹ anh ấy về đến bên này rồi. Mẹ đấy. Mẹ ơi. Mẹ kìa, mẹ đang ở đây. Đúng không? Đúng kìa. Thấy chưa? Thương mẹ không? Có thương mẹ không? Mẹ hôm nào đi Hà Nội đây. Hôm nào nhớ mẹ đi Hà Nội không? Không hiểu rồi. Đi hỏi xem nào, nên mẹ đi đâu, đi làm cái gì? Đi hỏi mẹ xem làm cái gì? Đi hỏi mẹ xem mẹ đi làm cái gì? Đi làm cái gì đó? Đi. Mẹ đi làm cái gì này? Về. Hỏi mẹ đi làm cái gì? Đi làm cái gì đó con à? Sao lại không đi? Hỏi xem mẹ đi làm cái gì? Mẹ đi trồng lúa. Đi trồng không? Trồng lúa. Đi phụ giúp mẹ. Đây à. À, mẹ của anh Cao Mình thì thực ra thì hôm bữa trước đấy là hình như là cổ của cô là bây giờ nhỏ lại rồi đúng không? Nhỏ đi mổ rồi. Lại mổ xong là nhỏ lại. Mổ xong thì nhỏ rồi. Trước đấy là đây cũng là bên trước đấy là bị biếu cổ à? Không biếu cổ. Bị cái gì đấy con? Không bảo u tuyến giáp như thế. À bị u tuyến giáp, tuyến giáp. Ừ, tuyến giáp. À lúc trước đấy là to lắm vừa mới đi Hà Nội. Rồi, lúc trước thì cũng to mà. Đi Hà Nội mổ xong là bây giờ thấy nhỏ lại rồi, xẹp lại rồi. Đấy, bà bây giờ, bà một mình là vừa kiếm sống, vừa chăm cho con mình á. Nên là cái việc gọi là chăm anh ấy thực tế gọi là được tốt hơn ấy thì rất là khó. Bởi vì bà còn phải vừa lo cho cuộc sống nữa, với lại còn có bệnh tật nữa. Đấy. Đây nhá. Thế sáng nay có rửa màn không? Anh ấy có rửa màn không? Thế là hình như ngủ cái giường này rồi hay sao á? Ngủ giường này. Vâng, đấy ngủ cái giường này là sạch sẽ hơn một chút. Lúc nào anh ngủ giường này thì phải rửa chân đi nhá. Rửa chân, rửa tay đi nhá. Rồi, anh đói chưa? Ông ngoài nhà. À đấy, mua một thùng mì để đấy. Lát nữa nấu ăn nhá. Nhá. Không ăn đâu à? À, thế sáng nay là cô có đưa cái gì về cho anh ăn không? À, hình như có đúng không? Vậy rau. Rau à? À kia là đu đủ chín. Đu đủ chín. Gì hôm nọ đưa về. Hôm qua thôi mà. Vâng. Cứ buổi sáng cô đưa cái quả bí.
Vâng. Đi vào. Buổi sáng cô đưa cái gì về thì cô bảo anh ấy rửa mặn đi. Nhé. Đưa cả cả. Dạ. Tức là mỗi buổi sáng lúc nào đưa cái gì về cho anh ấy là cô bảo anh ấy rửa mặn, rửa chân tay, rửa mặn đi. Vâng. Đấy, và rửa xong mới ăn cơm. Nói thế cho anh ấy quen dần. Chứ còn mình cũng cảm thấy là nhiều cái thì anh ấy cũng dần dần, cái này phải mất thời gian lâu lắm cô ạ. Ngày xưa có một cái trường hợp của một anh ở dưới kia là mất 100 ngày. 100 ngày nó rơi vào khoảng là xem nào, 3, 4, 5 tháng đấy, gần nửa năm đấy. Đấy, gần nửa năm thì, nhưng mà quan trọng là lâu lâu phải có người trò chuyện và chỉ cho anh ấy làm đấy. Chỉ cho anh ấy làm. Được rồi. À, cô mình ra bên này nói chuyện đi. Tức là mặc dù là anh như thế, nhưng mà anh khi mà mình nói vấn đề thuốc các thứ á, là anh biết đấy các bác. Nên là mình phải dường như là mình phải giấu vào để còn giấu vào thôi, chủ yếu là nói chuyện với mẹ thôi. Ở đây cho mắt nha. Trước đấy là thời gian vừa rồi là cô vẫn cho dùng thường xuyên chứ? Còn cho dùng mà. À. Ngày nào cũng đi làm cũng mang thuốc lậu. Anh đi đâu ấy? Dạ? Về đây à? Ra ngoài đây hóng gió nhá. Cứ nhốt ở trong là bị ốm ấy. Đục chuông cháu cho 50 tiền. Không phải chắc có để đâu ấy. Hôm nọ anh ấy đưa cho cháu để đi mua thuốc lào, nhưng mà cháu không, cháu để chỗ kia, cháu bảo là cháu tự lấy tiền để cháu đi mua, sao để chỗ kia không biết anh ấy để đâu rồi. Yeah. Hay là đút vào túi rồi. Hỏi xem nào anh nhớ đấy. Xem nào không nhớ không. Cái tiền hôm nọ em đưa đâu? Trong á? Mua thuốc lào thì bảo mẹ mua nhá. Lấy tiền cho mẹ mua. Đâu lấy về cho nào. Xem. Cái đấy dâu đấy. Dâu tóc dài đấy. Này mẹ bảo nó còn là anh còn vàng đấy nha. Ra đây em hỏi xem nào. Anh ra đây, ra đây, ra đây, em bảo ra đây, chỗ này đứng chỗ này được rồi. Thế anh không đi giúp mẹ đi làm nương à? Ủi, không làm nương thì lấy cái gì ăn đấy đấy. Đau không? Cái này dạ? Của anh có cắt không? Không. Không cho cắt đâu. Không cho cắt á? Quay về xem nào. Của anh cũng cắt bớt đi nhá. Không cắt đâu. Không cắt à? Anh lấy vợ không? Nữa. Lấy vợ nó đi. Cái chỗ này ngày xưa bị làm sao có sẹo to ấy. Chanh bạc. Là sao? Danh nhàn. Chanh bạc á? Ngày xưa ai chém chỗ đấy? Chanh nhàn mà. Đây. Cho các bác xem là cắt bớt chỗ này đi nhá. Sợ không? Sợ lắm à? Mình đi bệnh viện nhá. Không đi đâu à? Tại sao? Đi làm gì? Đi cắt bớt chỗ này đi. Không đi đâu à? Không đi á? Thì anh không mặc quần áo thì phải đi bệnh viện chứ. Anh bị ốm đúng không? Không đâu à? Không ốm à? Không ốm à? Cắt râu đi. Cắt râu đúng không? Không sợ à? Đánh răng chưa? Răng bị sâu hết rồi. Thế đi giúp mẹ nhá. Đi giúp mẹ đi làm nương nhá. Nhớ chưa? Dạ? Mùa này là làm gì không cài, người ta cài hết rồi. Ra đây hóng gió nhá.
nhá. Đừng có cứ nhốt ở trong cái ốm đấy nhá. Ra đây hóng gió. Mẹ đi làm nương đây. Đấy. Cái đấy chắc là thủng rồi. Thủng rồi. Cứ hỏi xem là con nhớ con gái không? Có biết con gái không? Con gái của anh ấy. Mày bài buổi à? Không con gái cơ. Ngày con gái đi. Hỏi tiếng Giao, hỏi xem ngày xưa có nhớ mày, con không? Mày sẽ bài im hứa à? Mày sẽ bài im hứa à? Bài à? Con mà nhúng. Con gái á. Vợ. Vừa quá. Hư nhỉ? Con vợ. Vợ anh tên gì? Con Huệ. Có phải không? Vợ của anh ấy tên gì? À bộ à. Vợ. Săn mỏi. Ngày xưa vợ tên là Săn Mỏi à? Ừ. Ê. Săn Mỏi. Vợ tên là Săn Mỏi mà. Đúng không? Con gái tên gì? Con gái của anh ấy tên gì? Con gái. Con mấy đứa con bây giờ là đang học lớp mấy rồi? Con nhỏ đó. Vâng, đứa con nhỏ của con... anh ấy. Ông Tuấn. Con trai à? Con trai thôi mà. Tên là Tuấn à? Tuấn. Thế anh có nhớ Tuấn không? Còn. Tuấn ở đâu rồi? Tuấn kèm du ăn mà. Đi đâu mà không về? Tuấn ở cùng mẹ mà không về. Ở cùng mẹ? Thế mẹ đi đâu? Tuấn đi cùng mẹ rồi. Tuấn đi với mẹ đâu chứ? Đi với mẹ đi lấy chồng khác à? Không lấy ai đâu mà, con làm gì? Tô lô. Thế anh ở đây lâu quá anh không biết rồi. Con Huệ qua vợ. Thế thôi, anh ở đây hóng gió nhá. Ở ngay bên này là ngày hôm nay thực sự rất là nóng các bác ạ. Anh cũng ra ngoài kia hóng gió. Nói chung là cháu thấy là có một cái điều gì đó nó cũng có những cái thì cũng có thể nói là anh ấy sẽ dần dần sẽ hồi phục. Nhưng mà mọi người phải trò chuyện với anh ấy nữa các bạn. Mọi người phải trò chuyện với anh ấy để anh ấy nhớ thêm về những cái việc ngày trước nữa. Có thể là quên đi á. Vâng, cái kia thì cứ cho anh ấy dùng. Vâng, cho anh ấy dùng thường xuyên. Dùng 1-2 tháng nữa mình xem như nào. Được nhá. Hồi vừa rồi là có mày Thường Quân cũng có gửi là 500.000 cho cháu, nhà cháu gửi tới cho anh ấy, nhưng mà tức là cháu vừa nãy mua một thùng mì rồi, mua một thùng mì rồi, còn lại thì cháu sẽ đưa lại cho cô để cô mua nước để cho anh ấy dùng thuốc, bắt buộc là phải có nước tức là thuốc là pha sán bên trong kia rồi đúng không? Đúng. Để tối cho anh ấy, còn lại là 322.000. Này, có cầm này để mua nước cho anh ấy. Và đây này cũng là tiền của quý mạnh Thường Quân á. Thực ra thì cháu cũng rất là mong là anh ấy sẽ hồi phục trở lại. Có thể là cho cô đỡ phải vất vả đi phần nào. Vì là và bản thân của cô đã có nhiều bệnh tật rồi. Già rồi, bây giờ một mình lại phải lo cho anh ấy nữa thì giả sử như nhiều lúc cháu bảo đấy, nhưng lúc sau này cô mất thì không biết là anh ấy phải dựa vào ai, lúc đó thì ăn uống như thế nào, đúng không? Anh ấy mà không trở lại á, đấy, không nhá. Thế cô cầm cái số tiền còn lại của Mạnh Thường Quân, thì cháu cũng rất là mong là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sẽ chung tay và giúp đỡ thêm cho mẹ của anh cậu mình để có cái cuộc sống khi mà chăm lo cho con trai trong quá trình mà điều trị bệnh á, thì sẽ được thuận lợi hơn, đỡ lo lắng mà nhiều khi phải đi vay tiền để đi mua thuốc hay vay tiền để đi mua nước để cho anh ấy uống ấy, thì chắc chắn là một cái điều mà rất là vất vả các bác ạ. Đấy, bây giờ anh cũng ra đây rồi. Thế là bây giờ cô có đi làm nữa không? Bao giờ ạ? Vâng. Bao giờ cũng đi làm này. Dạ. Đi làm mà lấy cỏ để con thì lấy cỏ để đi về. Vâng. Tức là mùa này thì cô hay bán cái gì ở dưới đường? Mùa này cũng không làm thì cũng bán quả đu đủ. Dạ. Nếu mà trong video này cháu cũng muốn nói với các bác mà bán lá đu đủ cây. Dạ. Nếu mà các bác cô chú anh chị mọi người ở Lai Châu mà có đi ngang qua đoạn đường từ thành phố Lai Châu xuống Phong Thổ á, mà có
thấy mẹ của anh con mình mà bán những cái mặt hàng như là các đồ ăn, hoa quả thì các bác cô chú anh chị mua để ủng hộ cho bà có thêm cái kinh phí để trang trải cuộc sống các bác nhá. Đấy, nên là bây giờ bà cũng phải đi làm nữa, cháu cũng sang bên này tạm biệt là anh con mình, sao cháu cũng đi về. Có gì thì cháu lại lên mấy ngày nữa cháu lại lên trên này mà nhé. Vâng. Ừ. Anh cũng đang đứng ở đây. Người ta bán gì đấy anh con mình? Bán dưa hấu á? À? Anh ăn dưa hấu không? Con không. Anh không ăn dưa hấu à? Ừ. Anh không ăn, anh không muốn ăn dưa hấu à? Không muốn ăn luôn. Thế em đi về nhá. Ừ. Đây chào các bác cô chú anh chị này, chào mọi người đi. Đấy thấy bụng đen không? Anh. Chào mọi người nào. Chào. Xin chào các bác nhá. Video này cháu cũng xin kết thúc tại đây thôi các bác nhé. Rất là cảm ơn tất cả các bác, cũng mong các bác sẽ đồng hành cùng với cháu để cho cái cuộc sống của anh ấy đỡ bất khổ và trong quá trình mà điều trị những cái căn bệnh như thế này. Còn xét về cái trường hợp á, có thể là khi mà mình nhìn thấy cái độ tiến triển của anh ấy thì mình cũng cảm thấy là rất là vui. Và cảm ơn tất cả các bác, các cô chú anh chị mạnh thường quân. Xin chúc mọi người là luôn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nhé. Xin chào và gặp lại tất cả các bác. Chào các bác đi. Anh. Chào các bác rồi. Chào các bác đi. Đấy với tay nào, với tay nào. Chào các bác rồi. Chào các bác đi. Như lúc vậy anh ấy vui. Chào các bác nhé.